kính thưa quý vị đối với cái gì thì chúng ta biết đủ nhưng riêng thiện pháp công đức thì chúng ta không nên biết đủ mọi của cải tài sản vật chất các thứ trên thế gian này chúng ta biết đủ mới an vui nhưng mà riêng thiện pháp công đức tu hành thì chúng ta không nên biết biết đủ vì vậy mỗi tháng cần phải tu hành để cho phước đức căng lành tăng thêm cho tràng vỗ tay để chúc mừng ngày hôm nay mình được trở lại sinh hoạt tu thành tại tu viện xá lợi g 7 này xuyên suốt hai năm chúng ta tạm ngưng do dịch bệnh hai năm tí sủ gian nan dịch bệnh lây nhiễm tràn lan tứ bề Nhâm, nhâm dần, dần. Năm, năm mới năm đã năm về chúc, chúc cho hạnh phúc, phúc. càng trề muôn nơi chúng tôi xin được nhắc lại tất cả các thứ trên thế gian này thì chúng ta nên biết đủ giống như chúng tôi hay nói là trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ Vì tình nào rồi cũng phai mờ Trong tim ta, trong ký ức ta Nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được Trên thế gian này không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng Bằng lòng với những gì mình đang có Là hạnh phúc Nhìn lên thì cảm thấy khổ tâm hoài Ngó xuống thì hơn nhiều kẻ trắng tay chấp nhận tìm vui trong hiện tại những gì ta có được hôm nay và không có cái biết nào bạn biết đủ biết đủ là tài sản tối thượng chỉ có biết đủ mới đủ đợi cho đủ thì không bao giờ đủ Trong mọi tài sản thì cái cái, cái 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 tâm biết đủ là tài sản quý nhất. Cho nên không có cái biết nào bằng biết đủ. Mình thì có cái bệnh lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Không có thì muốn cho có. Có rồi thì muốn có thêm. Đó là một căn bệnh nghìn thu của mình Hôm nay mình tập cái hạnh biết đủ Thì mới đủ nha Không biết đủ cho dù là tỷ phú vẫn theo thiêu Vậy vậy mà nhân gian ta có câu là Được voi đội Đội tiên Nhưng mà câu thứ hai nó mới vui hơn là Được tiên rồi Đòi tiên đẹp nó mới chịu Có nhiều ông ấy, mơ được người trong mộng là tiên rồi mà có được rồi cái bây giờ đi kiếm tiên đẹp rồi. Cho nên cái lòng tham của con người là không biết dừng. Mà chúng ta lầm tưởng là hạnh phúc không phải là chúng ta có được nhiều thứ nghe. Mà hạnh phúc ở đây là chúng ta biết đòi hỏi ít. Câu này nó hay à Mình có tưởng đâu là mình đi kiếm nhiều thứ Để mình mang đến cho mình cái niềm vui hạnh phúc Nhưng mà câu này nói rất rõ là Hạnh phúc không phải Ở chỗ chúng ta có nhiều thứ Mà hạnh phúc ở đây là chúng ta Đòi hỏi ít Ai mà có cái tâm đòi hỏi ít thì người đó có Hạnh phúc Cho nên không có cái biết nào bằng biết. biết Đủ không có cái vui nào bằng vui vui pháp vui với thiện pháp á vui mà vui pháp mới là vui vui mà không pháp chôn vùi thể nhân hôm nay quý vị đến đây là quý vị để vui pháp hay vui đời vui pháp vui với thiện pháp nói rõ luôn là vậy. vui với tâm lành thì cái vui này á, Đức Phật Ngài dạy trong Kinh Pháp Cứu là nay vui, đời sao? Sao vui? À. Làm lành hay làm thiện hay làm phước? Hai đời vui. Đầu tiên á, là vui thấy mình được làm phước, là hiện tại mình đang, đang vui nè. Sau này cái cái quả thiện, quả lành á, của cái việc làm này nó trổ ra mình được vui, vui hơn. Bây giờ an lạc sao vui? làm lành hai kiếp sống đời lạc an nay vui mình thiện hoàn toàn sao vui gì được thiên đàn tái sinh cho nên trên thế gian này không có cái vui nào bằng vui vui pháp nhiều cái cuộc vui khác vui đó nhưng mà Buồn, buồn đó có những cuộc vui ngoài đời thấy vui dữ lắm ca hát ăn uống nhậu nhẹt say xưa nhảy nhót qua ngày hôm sau buồn liền những cái cuộc vui ở đời á là niềm vui chưa dứt thì nỗi buồn nó trào dần rồi nhưng mà riêng cái vui pháp thì nó Hiện tại vui mà tương lai vui Cuối cùng là không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ Vì buồn nào rồi cũng sẽ qua Chỉ có buồn ngủ không thà bữa nào Cho nên mới có những cái trường hợp mà Ở nhà này không chịu ngủ lên đây ngồi nghe pháp cái nó buồn ngủ rồi có người tâm sự sư không hiểu tại sao mà con ngồi con niệm phật con ngồi thiền sao con buồn ngủ quá sư ơi mà ngồi ngồi chơi ngồi nói chuyện người này kia tỉnh bờ mời vô giảng đường ngồi nghe sư giảng pháp nó ngủ tới nó ngủ lui đó mà nghe sư kết thúc bài pháp cái nó tỉnh như sáo Mà mình lạ lắm quý vị Vào trong cái giảng đường này ngồi Được nghe kinh thánh pháp Nhìn lên thì có kim thân của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Đặc biệt là có giảng sư thích chánh định giảng nữa Mà nó vẫn buồn ngủ Nhưng mà nghe gì nghĩ giải lao ra góc cây ngồi vậy mà nó, nó tỉnh Cái nghiệp gì nó nặng dữ lắm Đi tu mà nó buồn ngủ riết rồi ta có cái bài hát lên chùa ngủ gục luôn. Có không? Hát tặng quý vị nghe. Cho nó vui. Ai lên chùa mà ngủ gục bị sư phụ là cho Ngài có nói năng chỉ còn cùng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cùng mặt kề Ngủ thì ngủ mà tu thì tu Ai lên chùa cùng ham ngủ Mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì thế cho nên Ba giờ trưa chưa dậy Bị sư phu cầm gầy Quất một mớ ba rồi Ai lên chùa cũng ham ngủ Mỗi lần ngủ là mê say Thuyền vượt sóng lên mây Đi vào trong coi mộng Cho đời thêm vọng đồng Để cuộc đời trôi không Ơn sinh thành cô cha mẹ Nghe sư phụ cao thấm Nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt Mai này sang cực lạc trở về đồ chúng sinh Nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt Mai này sang cực lạc trở về đồ chúng sinh Hết buồn ngủ chưa? hay chỗ là mình hát cái bài lên chuồng ngủ gục mà mình hết buồn ngủ á chứ phải hát xong là mình buồn ngủ nghe như vậy thì để mở đầu cho bài pháp chúng tôi có nói mấy câu vừa rồi tặng tôi cho quý vị coi như là món quà phật pháp gửi tặng cho đạo tràng chúng ta sau một thời gian dài tạm ngưng phá tu hôm nay được trở lại mừng quá cho nên chúng tôi không biết lấy cái gì để tặng cho quý vị chúng tôi xin được mượn những cái câu nói xem như là món quà tinh thần tặng cho quý vị bây giờ chúng tôi bắt đầu tặng quý vị bắt đầu nhận đọc câu nào đọc theo câu đó nhớ nhận nha. Nhưng mà chúng tôi xin hỏi quý vị một câu là khi mà mình nhận quà của ai tặng cho mình. Mình đem món quà đó về mình sử dụng. Thì cái người tặng quà đó họ biết theo quý vị họ vui hay họ buồn? Vui Nhưng mà nếu mình đem về mình không sử dụng Mình dục vô đâu đó mình bỏ Giống không, như không thèm quan tâm tới Bỏ đại vô tủ cất hay là bỏ lên cái th... bàn cái gì đó bỏ Không có sử dụng Mà cái người tặng quà họ biết được Theo quý vị họ vui hay họ buồn Buồn Mà hôm nay quý vị muốn cho người tặng quà vui hay buồn Vậy nhớ về sàn Bắt đầu nhận quà đọc theo từng câu trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ không có cái bằng nào bằng bằng lòng không có cái biết nào bằng biết đủ không có cái vui nào bằng vui pháp và cuối cùng không có cái buồn nào bằng buồn ngủ chúng ta nhận quà có vui không? Ai nhận được năm món quà này? do ta đọc lại nghe coi. À mời cô đứng lên đọc lớn cho đạo tràng nghe coi. Dạ, trên thế gian này không có gì bằng tình thương của mẹ. Và thứ hai là không có cái gì mà bằng 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 bằng, bằng lòng. Và cái thứ ba không có cái gì gọi là vui là như pháp và cái thứ tư là không có gì gọi là bằng buồn, buồn, bằng buồn ngủ có người phản đối sai ai đâu đọc lại à mời mời cô cô này nãy giờ có lẩm nhẩm dữ lắm á nghe có nhẩm như củ chương rồi đó. đó đó đọc cái đúng coi, à đọc cái đúng văn tự luôn nghe chứ không có đọc ý đâu cô kia mới nói ý à chứ cho đúng văn một hai ba bắt đầu đọc thầy trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ không có cái bằng nào bằng bằng lòng, không có cái đủ đào bằng không có cái đủ đào bình bằng mà bằng đủ đủ. Không phải. con nói Không có cái biết. Dạ không không có cái biết nào bằng biết đủ. Hay. Và dạ, không có cái vui nào bằng vui phá. Hay. Và dạ, không có cái đạo cái buồn nào bằng buồn ngủ. Cho đàn dở dạ, ta. <laughs> 9 điểm rồi đó. Xem chút mười điểm rồi cho cái vụ mà cái cái đu cái đu đủ <laughs> đó treo đủ, đủ đó nó lộn cái đó đó không có đủ nào mà cái đu đủ là không có được còn ai đọc nữa không cảm ơn cô rất nhiều trời cổ lớn tuổi mà cổ rất là cố gắng xin là... ngồi ở đây mà xin nghe cái dưới cổ nhẩm nhẩm lẩm nhẩm giống đọc hai một hai 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 bốn hai ba sáu rồi đó nhẩm cho cũ trương rồi đó. đó nhưng mà cuối cùng thì được chín điểm rồi có ai hãy được 10 điểm Để không, không? không? rồi thôi vậy cũng quá, quá hay rồi đi thi Thì mà được chín điểm đúng là coi như là, 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 quá good rồi. rồi quay lại cái đề tài hôm nay á chúng tôi giảng tới quý vị một cái đề tài của bài pháp có một chữ duy nhất đó là chữ thích chúng tôi tạm mượn cái đồng âm bất đồng nghĩa nghe mình là đệ tử của Đức Phật Thích Thích, thích Ca, <laughs> trời hay quá vậy. Các thầy các sư thì thường mang họ gì? Họ Thích. Có nhiều người họ nói theo cái nghĩa xấu là thích đủ thứ không phải. Thích này là Sắc ca da, Sắc da. Họ có ngày là Cô Đàm. Và hôm nay chúng tôi xin được mượn cái chữ Thích này để làm cái đề tài thích này đồng nghĩa với là chúng ta thích những cái điều gì uh, tốt đẹp thí dụ như là mình thích uh, đi chùa mình thích uh, từ thiện mình thích uh, làm lành lánh dữ mình thích uh, lên uh, tu viện xá lợi g 7 để mình tu đó cũng là là thích thích đó Hồi nãy, nãy có chúng, 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 tôi có nói rồi, rồi. Trên thế, thế gian này mọi, mọi thứ, thì thứ thì chúng ta nên biết Biết đủ Đúng, đúng không đúng đúng nè, đúng đúng nè. Nhưng, Nhưng mà chỉ mà có cái có việc, việc, việc tu hành làm lành lánh dữ thì, thì không nên biết Biết đủ Đúng, 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 đúng rồi. rồi Làm việc lành thì không nên biết đủ Ví dụ như tháng này mình nghe Pháp rồi Tháng sau nghe nữa không Đó Nghe một, lần, một lần, lần thì phước một lần, lần đúng không? không? Mà nghe hai lần, hai thì, lần thì phước hai, hai lần. Nghe, nghe nhiều lần thì phước, phước được nhiều lần. lần. Hãy nghe càng, càng, càng nhiều thì càng càng có phước. Càng. Cho, nên Cho nên riêng về cái việc lành, lành, lành tu tập, tập làm, làm phước, phước thì không, không nên biết. biết. Không nên biết đủ nghe. Chứ đừng có nói thôi tháng này nghe rồi tháng sau hồi biết đủ không nghe, không phải. Nhớ chưa? Mình có 10 cái việc lành Cần phải làm nhiều chừng nào tốt chừng đấy Vì cái người làm lành á Nó có hai cái lợi ích Trong hiện tại Chúng tôi không nói tương lai nha Tại vì tương lai nhiều khi có nhiều người hỏi Sư không biết có không Nhưng mà chúng tôi chỉ cho quý vị thấy Trước mắt hai cái lợi ích hiện tại của người làm lành Của người làm thiện á Rõ ràng luôn trong hiện tại luôn để quý vị thấy để quý vị thích làm lành cái người làm lành nó có lẽ thứ nhất là gì nè lễ thứ nhất là chế ngự được điều ác trong tâm mình làm điều lành với tâm gì tâm thiện đúng không mà tâm của mình nó chỉ có một và có hai hễ mà tâm thiện sanh thì bất thiện nó mất tâm tốt xanh thì tâm tâm xấu nó mất Tâm thiện, tâm thiện xanh thì tâm, xanh tâm ác, ác nó mất Quý vị thì... Có đồng ý với chúng tôi rằng là, là khi mình thương thì không có sự ghét, ghét. đâu Nhưng mà từ mình hết mình thương mới ghét Hãy ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó mất Mất đi Mà bóng tối xuất hiện thì ánh sáng nó mất đi Hãy minh xanh thì vô minh nó diệt Đúng không? Mà vô minh xanh thì minh nó diệt cho nên người ta có câu rất hay là Người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu Mà người ghét người chút xíu cũng dư Cho nên cái lễ thứ nhất của cái người làm lành làm thiện Lặp lại đó là chế ngự được điều ác trong tâm Chúng ta nhớ cái câu này bằng cái hai cái câu thơ là Mỗi ngày không nghĩ việc lành hoặc là mỗi, mỗi ngày, ngày không làm, làm việc làm lành. lành Tức thì dạng ác, ác Phát sanh dập dồn cái, cái tâm của mình của nó mình ngộ, ngộ lắm. lắm Mình không làm, làm thiện, thiện thì Tự nhiên nó là... nhàn cư, nhàn cư gì, bất gì, gì bất thiện à Nó là làm, làm ác à. cho, nên cho nên mình phải làm việc lành để cho cái tâm mình nó không có rảnh rỗi vì có câu rảnh rỗi thì sanh nông nông nổi nhàn cư thì di bất bất gì bất thiện thế, trời ơi dưới này hay, hay, hay quá. quá rảnh rỗi thì sanh ừ nông nổi mà nhàn cư thì chi bất thiện. thiện bây giờ muốn cho cái tâm mình không có sanh nông thế nổi không có hướng về bất thiện thế thì mình phải làm sao làm, làm. làm, lành. làm lành cái chữ ta, cái tâm làm nó làm ghê lắm. lắm nó làm chủ mình Chúng không mà. mà hôm nay đây, mình về đây, đây mình tập làm chủ, làm chủ, chủ cái, tâm cái tâm của, của mình tâm ơi ta bảo tâm này Tâm lo tu tập, tập, tập Tâm đừng, tập đừng rong chơi Tâm, tâm là nguồn cõi tâm ơi Tâm, tâm ơi, mơ mộng mãi mong Tâm mong thời mong còn nhau. đau Khi, Khi nào, nào tâm, tâm hết lao chao thì, thì tâm, tâm sẽ, sẽ được Giữ vào đều tòa, đều tòa đều. sen Cho nên, cho nên mình cho mình cái cho tâm cái thiện nó sanh Thì tâm bất thiện nó có mặt hôm nay mình đến đây mình mình giả cái tâm mình nó tu mình đến chùa là mình dạy cái tâm mình tu cho nên mình mình mình, dạy cái, tâm mình, 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 mình dạy cái tâm mình sao tâm ơi ta bảo tâm này có người ngoài đời họ không tu trâu ơi ta bảo trâu này tao ra ngoài ruộng tao cài cho tao khổ thấy còn mình thì sao tâm ơi ta bảo tâm này đọc theo cho nó vui tâm ơi ta bảo tâm này tâm lo tu tập tâm đừng rong chơi tâm là nguồn cõi tâm ơi tâm mơ mộng mãi tâm thời còn đau khi nào tâm hết lao chao thì tâm sẽ thì ta sẽ được giữ vào tòa sen mình còn lao chao không hả mình là tĩnh tâm soi xét lại mình đã an đã tịnh đã bình hay chưa hay còn sớm, sớm nắng chiều mưa vì danh vì lợi mà sớm, mà sớm trưa muộn phiền chữ tâm độc tự thế mà hay đó thành bại nên hư bởi chữ này tuổi trẻ gắn rèn già cố giữ cuộc đời gói trọn đối ông, cả vào đây đời. trở lại, chữ, lại thích. chữ thích đó chúng để tôi đời nói đời. rồi thích làm lành thích lãnh giữ. giữ thích những thích điều tốt, tốt đẹp, đẹp thì nên thích, thì thì nên thích. thích. ở đây, đây chúng tôi có một bài, bài thơ, thơ, thơ chữ thích. Thích. thích xin đọc, để đọc, 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 đọc ra để làm cái nội dung chia sẻ cho cái bài pháp này quý vị nghe nhớ được chữ thích nào thì đem về chữ thích đó mà xài nhớ đừng có thích đủ thứ thích cho đi ngài càng nhiều phước báo thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn thích giúp người ta thường gặp quý nhân thích quán trách ngài thêm nhiều phiền não thích mãn nguyện niềm vui hay lại đảo trốn tránh thời thất bại rất chua cay thích sẻ chia bè bạn đến hàng ngày thường dẫn dữ ngày càng nhiều bệnh tật thích chiếm dụng sau này thành hành khất bố thí thường ngày càng được giàu sang thích hưởng thụ nợ khổ lắm đeo mang thích hỏi han ngày càng thêm tăng trưởng hết rồi bên đây trên đây nó có vài cái chữ thích mà chúng tôi xin lọc lại lọc lại đó tức là lọc lại một số cái chữ thích còn mấy cái mà không nên thích thì mình bỏ qua mình chỉ nhớ cái những gì mình thích thôi Đầu tiên là gì? Thích cho đi ngày càng nhiều phước báo Của cho chẳng mắc đi đâu Giúp người sẽ có Người sao giúp mình Mất không? Của cho thì còn nghe Mà để lại là mất đó Cho đi thì còn để lại là mất đó Vì có câu nói vậy Theo quý vị có đúng nghe Khi ta chết đi những gì ta xài đã mất những gì ta để lại người khác xài ta chỉ mang theo những gì ta đã cho câu này quý vị thấy có đúng không đúng không đọc lại nè khi ta chết đi á lúc mình chết đi á những gì ta đã xài thì đã mất rồi câu thứ hai nó mới ghê là những gì ta để lại người khác xài nó mới đau ta chỉ mang theo những gì ta đã cho thôi của tiền, của tiền chắc chứa đầy kho chẳng hề bố thí chẳng cho người nghèo chết rồi khó đổi đem theo Hoàng gia, Hoàng gia nghiệp, nghiệp báo, báo Cứ đeo đuổi, đuổi mình, mình mà thấy Ghê chưa Chết thì đi theo cái nghiệp hay đi theo tài sản Đem theo cái nghiệp Mà khi mình sống thì mình tạo ra tài sản Thì không ít thì nhiều cũng phải gieo nghiệp Đúng không nè Không ít thì nhiều thì cũng trong đó cũng phải gieo nghiệp quan gia trái chủ đúng đó Bằng chứng là quý vị mua được căn nhà Thì đồng nghĩa với Có một người đó bán căn nhà mới mua mình mua thì mua mình thì sao? Vui Còn người bán, bán thì sao? buồn, không ít thì nhiều nha Nó nói mình là gọi là mình dùng cái từ là hợp pháp đó Tôi mua đàng hoàng đó Nhưng mà không ít thì nhiều thì, đó, ít ít thì, nhiều nhiều thì mình cũng phải gieo hoàng già trái chủ Cái người kia họ buồn mà Thì nó ít chút Họ hận thì nặng chút Dù như mình cướp đồ của họ thì họ hận dữ lắm á Thì nặng Mình mua họ thì tối thiểu họ cũng buồn chứ mình được, được cái, gì, cái gì, đó gì đó thì người ta đặt phải đặt mất, mất đi một đi cái gì? gì gì đó cho nên cái hiểu được, được cái nguyên lý này, này á. cái người tu, người tu, mình, tu á. mình á phải biết đủ không nên ham muốn nhiều vì ham muốn nhiều á gieo quan trái nhiều xin lỗi nghe mình gây lộn với người ta mà mình được một lời nói thắng một lời nói thì người ta phải thiệt đi một lời nói nó đơn giản cái gì đó anh được một anh được cái gì, một cái gì thì đồng nghĩa gì, với, đồng với người, người khác họ mất đi cái gì anh mới được, chứ. được chứ. chứ. Thấy không nè? Anh được, được miếng đất thì tính thì người ta phải miếng miếng đất miếng đất, thì mất miếng đất mới được. Anh được tiền, tiền của thì, thì người khác mất tiền, mất tiền của mới được. Ở trong bổn xanh á Bổng sanh á là những câu chuyện về tiền thân của Đức Phật Thì có câu chuyện này Đức Phật, Phật sanh ra, ra một trong cái một cái gia, gia, gia đình trưởng giả, giả giàu có. Ngài là đời thứ đời bảy, bảy. Sáu, sáu đời, đời trước, trước ông bà tổ, tổ tiên tổ của ngài. Người nào đời sanh đời ra cũng, cũng làm lụng, tạo dựng sự dẫn nghiệp dẫn tài, tài sản. Rồi, rồi mất, 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 mất đi để là một mớ kho bảo. Đời thứ nhất, đời thứ hai tiếp tục Nói nghiệp đời thứ nhất Sanh ra Cũng kinh doanh Cũng tạo dựng tài sản Khi mất đi để lại thêm cục kho báo nữa Hai cục Cứ như vậy đời thứ ba Đời thứ, ba, đời thứ tư Đời thứ năm Đời thứ sáu Tới phiên tiền thân của Đức Phật Mình là đời thứ bảy Ngày lớn lên Ngày nắm gia đình Ngày giàu Ngày mở cái cửa kho ra Ngày thấy sáu đóng trầu báo của sáu đời trước mà sáu đời trước đi đâu mất tiêu hết trơn rồi để lại sáu đóng kho báo thì ngài mới nghĩ rằng những người tổ tiên ông bà mình cha mẹ mình đi không mang theo được thì ngài mới gãi đầu rồi nè Thôi, giờ tới phiên mình mình phải tìm cách để mình mang mang đi nếu mà không mang đi thì ngài cũng tiếp tục cái hành trình đó ngài cũng để lại một cục nữa cho nên Ngài mới quyết định là gì? Cú bần Tức là đem ra phát chuẩn cú bần Phân phát cho người Người nghèo, người khó khăn Người nào cần Ngài đem ra Ngài Phát chuẩn tới bằng hết Bộ thí hết Thì sau khi thân quệ mệnh chung Thì cái cái, cái phước đó Ngài mới mang theo được Cái hạnh nghiệp làm lành nó mang theo được cho nên cái kiếp đó là đức Bồ Tát tiền thân của đức Phật ngày tu cái hạnh trí tuệ thì chỉ có cái người có trí tuệ mới biết mang đi xuyên qua cái ý này á là chúng tôi có nói là của tiền chắc chúa đầy kho chẳng hề bố thí chẳng cho người nghèo chết rồi khó đổi đem theo Hoàng gia nghiệp báo cứ đều đuổi mình của tiền thì mình để lại còn nghiệp chướng thì mang Mang theo Đúng không nè Bao nhiêu cái quan gia trái chủ mình đem theo Đó là câu chuyện Bổng sanh Phật giáo Còn ở ngoài đời nó có câu chuyện này cũng vui Chúng tôi kể không phải với cái ý gì Mà chúng tôi kể với cái ý là Minh họa cho cái Cái người mà chết rồi tiền của không mang theo Câu chuyện này nói đến một cái anh tài xế Anh đến anh lái xe cho một ông chủ Với cái bà chủ Của một công ty lớn Anh tài xế này là một người rất là tốt Thật thà Tử tế Người đàng hoàng Thì ông tài xế này ông cứ đi theo ông chủ Ông chạy Lái xe đưa ông chủ đi làm ăn đối tác này đối tác nọ giải quyết nhiều việc của công ty một thời gian dài năm một hôm nọ cái ông chủ ổng bị độc quỵ vô thường rước ổng đi khi mà vô thường rước ông chủ đi thì bà chủ bả chớ giới Chứ giới là gì bà không có rành trong cái việc kinh doanh của công ty Đối tác nào làm cái gì vân vân và vân vân Bà hoàn toàn bà không biết từ trước đây bà ở nhà không à Nhưng mà may cho bà là cái ông tài xế này biết Thế là bà mới nhờ ông tài xế này đứng ra Để mà tiếp tục điều hành công ty Thì ông tài xế này ông cũng là cái người tử tế Hiền lành tốt bụng Ông giúp đỡ này nhưng mà rồi ông giúp đỡ được một thời gian năm thứ nhất năm thứ hai thì lúc này cái cái cái, cái sự mất mát của người, chồng á mà bà vợ thì bà thấy nó vui qua rồi qua năm thứ ba cái bà thành tình cảm cho cái ông này thế là hai người đến với nhau một cách bình thường tại vì cái đó là chồng mất rồi thì cái ông này ông giúp đỡ cho bà rất nhiều trong cái việc điều hành công ty thì sau khi hai người về ở với nhau đó thì cái ông tài xế á ông mới ra cái mộ của ông chủ á Ông đúc, ông đúc nén hương đúng. rồi ông nói sao quý vị, quý vị biết không vị ông nói thưa anh ngày đầu, ngày tui, đầu tiên tôi em đến đây em làm á. em em cứ nghĩ rằng em rằng là em người làm, làm cho, cho anh. anh nhưng đến giờ phút này thì em mới hiểu ra được rằng là anh mới chính là người làm cho em câu chuyện thì nó hơi đau lòng chút nhưng mà thực tế nó như vậy vì sao, vì sao? Chết, rồi, chết rồi để lại, để lại người khác. khác người khác xài đúng phải không đúng không đúng nè? Đúng nè cái người tu đúng mình đúng phải đúng hiểu như vậy tức là Đức chết rồi tiền của chẳng đem chẳng theo chẳng đừng sợ đợi cho đợi đi hết của đế nghèo đế cho được, được càng, càng nhiều, nhiều thêm thiếng phước lớn nhân nào quả nấy nó vẫn theo làm phước vốn lời thêm gấp bội những người làm phước chẳng khi nghèo Muôn ngàn bao kẻ gương trước mắt Phước đức đức càng nhiều quả chẳng đều Cái lễ thứ nhất mà nãy chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị là gì? Là ngăn ngừa được điều ác trong tâm Mà cái này Đức Phật Ngài dạy à, Trong Kinh Pháp Cứu Đức Phật Ngài dạy rất rõ là gì? Ngài dạy chúng ta là nên tích cực làm việc lành Để chế ngự điều ác trong tâm vì tâm vì người tâm dễ người vui, vui. Chậm, Chậm tạo thiện vui nghiệp vui. Thì dễ vì ưa vui thích vui làm, vui làm việc ác à. Cái tâm của tâm chúng ta tâm 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 nó dễ vui dữ lắm Gió hướng, hướng nào vui theo hướng đó à Gần mực thì đen Gần đèn, á đèn, á đèn thì sáng Ở bầu thì tròn đỏ. Ở ống đỏ. thì dài Sớm, Sớm chài thì tanh cá Mà làng nhang thì thơm thâm trầm lẽ thứ nhất của người làm việc lành là gì nè chế ngự được điều ác trong tâm rõ như ban ngày rất là thiết thực rất là rõ ràng không có cái gì là mơ hồ trù tượng xa xôi mà nó gần ngay trước mắt mà cảm nhận được luôn hôm nay quý vị lên đây xin lỗi quý vị chứ tâm quý vị từ bi hỷ xã chứ tâm quý vị rộng mở vậy lắm sẵn sàng là làm phước không có tính toán không có so đo hôm nay mà lỡ đi kinh mà đi hành, hành mà ai đạp cái chân mình chừng cái, cái, cái quay qua người ta nói xin lỗi chị lỗi nha cái nó không sao không sao nhưng mà ở ngoài đường ai đạp cái bộ lọt chồng hay sao đi, đi? Không, không, không thấy đường hay sao đạp chân tôi, tôi. À. À, vậy đó. vô đây vô đây là nó 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 như vậy đó cho nên hôm nay mình làm việc lành là cái tâm mình nó không có ác. Cái tâm mình, tâm nó, tâm tâm mình, tâm tâm mình tâm nó hay lắm quý vị. Mình vào chùa, chùa mà mình, mình làm việc lành á thì mình, mình cảm, cảm nhận, nhận mình nghe tiếng chuông nó cũng khác với cái người mà không làm việc lành không có tu. Thí dụ như Tùi cái tâm, tâm, tâm người có tu tui họ tui vào tui chùa đó Mỗi là họ nghe tiếng chuông họ nghĩ liền đó chứ. Bu. Phải không? Nghe tiếng chuông cái bu nhẹ liền nghe tiếng mỏ cái bỏ nhẹ liền còn cái tâm mà người mà không thiện cái nghe ác á à. vô đây cũng nghe tiếng chuông nữa mà nó không ra chữ buông mà nó ra chữ gì không bon rồi nghe tiếng chập chen chen bon chèn bon chèn bon chèn cho nên mình, mình cái tâm cái này thiệt á chứ không phải dở đâu nếu mà cái tâm mình mà làm lành á hướng thiện thì nghe rõ là là buông á Mỗi lần quýnh quý tiếng quý chuông quý cái, cái bu mà nó nhẹ dữ lắm vậy Nghe tiếng chuông ngân lòng không à dương trần Nay gắn lo tu ngày sao sướng thân Tâm hồn sẽ được nhẹ lần Về vui với chốn chân tâm Đó mới là Hạnh phúc, hạnh phúc yên, yên vui có người mà không khéo nghe là nghe bon chen, chen. không à. cho nên nó có cái bài hát vào chùa nghe mỏ nghe chu xin gửi tặng quý vị xem những món quà khuyến mãi hiểu món quà khuyến mãi không mà nói tặng quà rồi Bây giờ lỡ thì muốn tặng nữa thì phải nói khuyến mãi Như sao vậy Giống như là mua một mà khuyến mãi tặng một Bài hát Vào chùa nghe mỏ nghe chuông Xin được phép bắt đầu Cho ông Trang vào chùa có mo có chuồng khen ai khéo thính ô mấy hay mà hay ghê ô mấy hay mà hay ghê làm người cho lòng thanh thoát làm người cho lòng thanh thoát ô mấy tình 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 tâm ô mấy đi tìm chẳng có nơi mồ chỉ có ở trong chùa mà thôi chỉ có ở trong, ở trong chùa, chùa mà thôi Lòng, lòng ma hay buồn hay, hay giận ơ Con, con hãy nghe chuông. chuông Nghe chuông sẽ hết đất. u phiền Còn nhớ con. nghe con Duyên nghiệp sẽ tàn liền Duyên nghiệp sẽ tàn liền Hai, hai ba, ba. dầu chùa dâu, có mà có, có chùa ngày khéo, khéo thinh ôm mấy hay mà hay ghê ôm mấy hay, 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 hay mà hay ghê làm, làm người là cho lòng thanh thoát làm, làm người, người cho lòng thanh thoáng, thoáng, thoáng ô mê tình, tình 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 tâm, 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 tâm ô mê đi tìm, tìm chẳng có nơi mồ chỉ có, có tìm tìm chỉ có tìm có tìm tìm ở trong chùa mà thôi chỉ có ở trong chùa mà thôi lòng ma hay buồn hay giận con hãy nghe chuông nghe chuông sẽ hết u phiền còn nhớ nghe con Duyên nghiệp sẽ tàn liền Duyên nghiệp sẽ tan liền Nhưng mà nghe hát vậy là quý vị có thấy câu nào quan trọng không? Trong đây nó có một câu rất là quan trọng Trời ơi hay quá Chỉ có trong chùa mà thôi Ở ngoài chùa không có Đó là câu quan trọng thứ nhất Câu quan trọng thứ hai là gì biết không? Duyên nghiệp tan liền hay quá cái câu đầu, câu tiên, đầu tiên á là vào chùa có mỏ có chuông khen ai khéo, khéo thính, thính. Giờ hiểu cái gì chưa hiểu từ khéo thính khéo không thính, thính là nghe mà, mà phải khéo, khéo, nghe. khéo nghe nghe bằng nghe cái bán tâm mà là tâm lành lạnh á lạnh tâm tốt, tốt tâm thiện thiện á tâm thiện á thì mới được nó mới là, là, là buông bỏ, bỏ. nghe tiếng chuông là buông nghe tiếng mỏ là bỏ gọi là khéo nghe đó, khéo thính đó. cái chữ khéo đó quan trọng lắm quý vị quý vị có nghe người ta nói là lên đinh qua cửa thần phù không khéo tu thì nổi mà dụng tu thì chèm đó khéo tu thì bớt khổ nghe mà giỏi tu thì hết khổ nghe nhưng mà dở tu thì thàn khổ vào chùa than dữ lắm Thang riết mà người ta làm cái bài thơ than luôn con người mày hay than lắm đến chùa học được chữ tu về nhà bận rộn Lưu bu quên liền đến chùa là để tâm yên vừa ra khỏi cổng u phiền phủ vầy đến chùa cốt để tâm an Gặp, gặp vài người thang, nữa ngồi than trách đỡ <laughs> than dữ lắm than riết rồi có cái bài thơ than bài thơ thang có thang nội dung thang như sau người lớn á thường than thân, 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 thân trách thân phận, phận. Đời, đời là bể là khổ nợ với nần Hoàng gia muôn kiếp nay phải trả Nếu đã vậy rồi Ai hưởng đây Người khổ than Người sướng cũng than đó. Không con hay có rồi cũng than Không con, con ước được những cục vàng Có con khổ mệt Nợ nần mang Cuộc, cuộc đời, đời sướng, khổ sướng khổ sinh chớ than tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan hãy, hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát nhân, nhân quả, quả thông, thông suốt thông. tâm, tâm an, an nhà quý vị thấy nó có lý không chúng tôi thấy ai cũng than á chồng cũng than không biết kiếp trước tôi, tôi tạo, nghiệp tạo nghiệp gì, gì mà tôi gặp bà Rồi xây qua Thấy bà vợ, vợ tưởng đâu rồi, bà, bà không than Nhưng à nhà bà, bà, bà cũng than dữ thang nữa bà tôi kiếp trước chắc tôi, tôi ác dữ lắm hay sao tôi mới gặp được ông. ông Rồi chồng than vợ, vợ cũng than Rồi mấy đứa mấy con, mấy con mấy lớn lên nó cũng than Nhưng mà khổ một cái là người nghèo than không nói Mà người giàu cũng than Rồi người khổ than không nói mà người sướng cũng than nói chung đó là mình sanh gần, gần bỏ than luôn á, than thì bây, bây giờ mình giờ mà biết đạo, mình đạo rồi mình không than nữa. khi mình bây chưa biết đạo thì đạo mình than, bây giờ, bây giờ biết đạo, đạo rồi thì không than nữa, biết đạo rồi, rồi không buồn chuyện thế gian, gian nữa, biết, biết đủ rồi, rồi không chi phải dội, dội vàng nữa từ bi hỷ xả lòng thanh thản mà nghe để lời phật dạy, phật dạy sống an khang Hình. tết nào Bất cũng chúc cũng cho chúc nhau sống nhau an khang, khang, khang hết trơn mà hết sống hết không có ai an khang hết khổ không, không à thì bây giờ mình biết đạo rồi không buồn chuyện thế gian nữa quý vị biết tại sao mà biết đạo buồn chuyện thế gian không ai ta là đúng vì mình sanh ra đời là để trải nghiệp mà nghiệp thiện cũng trả, Điện, mà trả mà nghiệp ác cũng ác trả, trả nghe, trả, tại vì mình nói trải nghiệp là mình nói, cái, mình nói cái, cái nghiệp nghiệp ác không à? Thật sự ra thì mình tạo đảm có đảm hai đảm loại đảm nghiệp đúng không? Thứ nhất là gì Điện, nghiệp thiện mình gọi là phước, đảm phước đảm đó, đảm thì mình hưởng quả phước. Nghiệp ác á thì đảm tội đảm đó. Đảm đó, thì mình thì mình, thì mình gọi là trả nghiệp. Nếu mình hiểu cho cùng thì hai cái ăn nồi này đều nghiệp hết. Mình trồng cây cam mà tạm gọi là nghiệp thiện đi, mình trồng cây ớt thì gọi là nghiệp ác đi thì trồng gì hưởng đấy chứ bây giờ đi, sao mà mình thì ngộ, lắm. ngộ lắm đi chùa, chùa tụng chùa, kinh, chùa, kinh thì kinh cũng đi. đi niệm phật, chùa, thì, phật, phật, thì, phật, phật cũng niệm. thì cũng niệm nhưng mà lâu lâu, 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 lâu khùng lên cũng lâu, chửi người này người nọ thì tất, thì tất, tất, tất nhiên tất là sau này cái phước của tụng kinh niệm phật đó thì có nhưng mà rồi sân si với người khác thì cũng phải trải nghiệm chứ mà tạo thì tạo cả hai mà hưởng thì đòi hưởng có một à vô lý không vô lý với hai nữa là quý vị nhớ nghe Nghiệp của mình thì mình trả thôi Chứ không phải trả dùm cái nghiệp bằng cái bên đâu Phước ai nấy hưởng là nghiệp ai nấy mang Thấy không nè Có cái nào mang dùng cái bạn nghiệp cái bên không Không có Phật dạy là mình là chủ nhân của nghiệp Mình tạo nghiệp gì thì mình trả cái nghiệp đó mà lạ cái, mình tạo thì mình không than đâu Mà khi mà quả tới cái thàng Ta sanh ra đời là để trả nghiệp Sao nhiều người lại cứ thở với than Lại quán trách sao cuộc sống quá phủ phàng Tội gì đâu mà cứ đài con mãi Đã là người am hiểu lời Phật dạy Hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay Khi nghiệp đến thì vẫn cứ vàng tài vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả bây giờ cái nghiệp nó đến với mình một người là khổ đau nhận và một người vui vẻ hoan hỷ nhận thì quý vị thấy cái người nào khỏe hơn cái nào khỏe hơn vui vẻ nhận khỏe hơn cái nghiệp đó đã là nghiệp xấu rồi mà giờ mình khổ đau nữa thì cái, cái, cái càng thêm đau khổ thí dụ như người ta có được ông chồng được con nhà giàu học giỏi đẹp trai biết làm ăn là giàu, giàu có biết lo đúng gia đình. đình còn mình, còn mình không may lấy nhầm ông đúng chồng. Đúng sáng, tháng, chồng sáng xỉn chiều, chiều, chiều sai tối lai rai đi nhậu tiếp tối nay về ông thang nữa có ông chồng thì than dữ lắm nhìn chồng người ta phát ham chồng mình thì thôi be bét rượu chè hôm nay hiểu phật pháp rồi ừ. nghiệp của nghiệp mình của mà không than nữa cái vụ tối hôm tối nay mà mình đi về nhà. nhà ông chồng mình đi nhậu tới chín mười giờ đi đêm đêm ông, về. ông về ông gõ cửa theo như mọi khi mở cửa ra thấy mà ông rượu chè cái đó là mình sân si lên giữ dằn lên chửi bới um sùm hôm nay không chửi bới nữa mà mở cửa ra nói một câu rất là trí tuệ Nhân quả, nhân quả nghiệp báo, nghiệp báo của em, em Mới đi mới nhậu, đi nhậu về, về đó hả Mời Thôi, nhân quả, quả nghiệp báo, báo của em Vào, vào trong, đây trong đây ngồi đôi, Em rót nước cho đôi, uống ừ. Vậy đó nhẹ <laughs> <laughs> Cho đỡ căng thẳng à, <laughs> Chứ bây giờ, bây, giờ, bây giờ mở cửa bó ra bó Cái sân si rồi chửi bới âm sùm đó thì Ông cũng đâu biết gì đâu Ta nói đừng cãi lý với người say mà Đừng bắt tay với người xấu Đừng, đừng chiến đấu, đấu với người liều, liều. mà đừng mà nói, đừng nhiều, nói với nhiều với người ngu ngư, ông bông, nhậu rồi ông ngu lắm đừng đánh đu với tình cảm đừng lãnh đạm với mọi người đừng tiết kiệm những nụ cười mà đừng cười trên đừng cười che trên đau khổ vỗ tài mười cái đừng này phải thuộc thứ nhất là đừng cãi lý với người say ông chồng ông say rồi nhân quả nghiệp báo của mình nó say rồi mà ngồi đó mà nói lý với ông mà thôi nói tới sáng luôn mà không biết đừng bắt tay với người xấu dứt khoát là bạn xấu là không được gần thì trong kinh đức phật ngày dạy là hãy tìm người thiện trí thức nên gần để mới ăn vui đừng chiến đấu với người liều. trời nó liều rồi chiến đấu nó trong có nước chết đừng nói nhiều với người ngu mà đặc biệt mấy ông nhậu rồi ông ngu dữ lắm mà mình ngồi đó mình nói tới sáng rồi mình nói mình nghe chứ ảo đâu có nghe đâu Mấy ông trọng hay lắm Có cái ông này Ông lấy uh, được cái bà vợ về Ở chung nhau thời gian Ông ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ Sao ông viết cái bài thơ Mà chúng tôi xin phép Đọc ra đây Để cho quý vị việc rồi nó có, có lý không Ông nói Ông viết sao không Ông nói Sao phải lấy nhau về thời gian rồi Ông mới viết cái bài thơ này Ông nói Vợ tôi nó giữ như trần hèn chi lúc trước chẳng thằng nào thương Hay quá, không ai thương, không biết thương chứ Thằng khác thương bắt rồi Mới quen cũng thấy bình thường Bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui Chắc tại hồi đó tôi đuôi Hay là tại số tôi xui không chừng Nghĩ tới bực phát muốn khùng tối ngày nhằn riết lùng bùng cái lỗ tài Riết rồi cái mặt tôi chai Giả đò như điếc không hay biết gì Thích nhằn thì cứ nhằn đi Ông không để ý Làm chi cho phiền Lúc này ông mới là người tu nghe Bà càng nhằn tôi bao nhiêu Mà tôi tu được là tôi bao đắc đạo Tôi nhẫn tôi nhịn được là tôi gần đạo Vì có câu là không nhẫn không gần được đạo mà Đúng không Bà cứ nhằn bà chửi tôi bao nhiêu Mà tôi chịu đựng được Tôi nhịn được tôi nhẫn được tôi không buồn không phiền gì, gì, hết. gì hết là tôi là sắp tôi đắc sắp đạo rồi. rồi bà chửi tôi càng nhiều thì tôi, tôi càng mau đắc đạo đó là đó, cái lễ, cái thứ, lễ thứ, thứ nhất là của người làm, người làm thiện là gì, là gì? Ngăn, ngừa ngăn ngừa được điều ác trong ác tâm trong nha. nghe cái lễ thứ lễ hai của người làm thiện là, thiện là gì, à. gì nè là ngăn ngừa được những ác nghiệp cái này nó hay lắm thay vì hôm nay mình phải trả một cái nghiệp gì đó nghe cho kỹ nè Đáng lý hôm nay mình phải gặp cái chuyện gì, gì xui đó Nhưng mà nhờ mình đi chùa Nhờ mình niệm Phật Nhờ mình làm lành Thì nó lướt qua được cái nghiệp này. Nó lấn qua Trong kinh Đức Phật Ngài dạy là Ai dùng các hạnh lành Để làm mờ những ác nghiệp Sẽ sáng chối đời này Như trăng thoát khỏi mây Nghiệp ác chỉ dùng nghiệp thiện để mà lấn đó thôi mình giống như Không, là là hai con bò kéo một con xe, con bò xe, xe một con bò trắng con bò đen. đen cái con bò nào mà nó mạnh á nhiều là, nó nhiều á sức khỏe nó nhiều. nhiều nó kéo tươi lấn, tươi lên, nó lấn qua con bò kìa ví dụ như, dụ như nghiệp đen á cái cái, 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 nghiệp mình nặng quá thì nó lấn qua còn nếu như cái nghiệp thiện mình nhiều thì cái con bò trắng nó lấn qua cho nên là nãy chúng tôi có nói đó là người ơi làm phước mau đi à xin lỗi quý vị nãy chúng tôi có nói là là, là 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 cho đi thì phước báo viên tròn màu bo bo giữ của dữ thì phước mòn nghiệp dương người ơi làm phước mau đi, đi kẻo mai cơ hỏi mất, mất đi không mất còn đi cho đi thì phước thì báo, báo viên tròn bo bo giữ của phước mòn cho nên mình, mình làm nhiều việc lành mục đích của mình là chế ngự được điều ác trong tâm và chế ngự luôn những cái ác ác nghiệp hôm nay mà bà nào bảo muốn chửi mình á Xin lỗi quý vị à, với bà cũng bà dám Bà đợi bà ngày mai Hôm nay thấy bà, bà đi chùa Hôm nay dùm bà lên được tự bả Thấy không nè Đó nhờ cái, giờ, cái, cái cái mình tu đó Nó ngăn ngừa được những ác nghiệp, nghiệp.